Vừa qua thì dòng Redmi Note 14 đã được Xiaomi hé lộ trên trang mạng xã hội của họ, cho thấy dòng Redmi Note 14 sắp tới sẽ có khá nhiều sự thay đổi nếu mà so với em Redmi Note 13 ở thời điểm tại. Ok, thì xin chào anh em đã quay trở lại với Review Công Nghệ, mình là Minh. Anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết thuận em nha. Hiện tại thì cái dòng Redmi Note 13 đã được ra mắt một khoảng thời gian cũng rất là lâu rồi, và Redmi Note 13 vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của anh em, đặc biệt là với em Redmi Note 13 Pro 5G phiên bản sắt tay như thế này, với mức giá phải nói là cực kỳ rẻ, chỉ khoảng hơn 5 củ. Và mình tham khảo tại cửa hàng 5S Store. Anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link để có thể tham khảo em Redmi Note 13 cũng như là một vài mẫu máy Redmi Xiaomi hàng sắt tay cũng giá cực kỳ ngon anh em nha. Thật sự sau khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh gọi là thông tin rò rỉ của dòng Redmi Note 14 sắp tới, thật sự mình khá là bất ngờ với cái vẻ ngoài của nó. Nó khá xa với những cái tưởng tượng của mình về cái em Redmi Note 14 series. Thì mình cứ nghĩ đơn giản nó vẫn sẽ mang cho mình một kiểu thiết kế vuông cạnh như cái em Redmi Note 13 series ở thời điểm tại thôi. Như đây sẽ là hình ảnh của Redmi Note 14 series. Trong hình là chiếc Redmi Note 14 Pro cộng sẽ là chiếc màu xanh lá, còn Redmi Note 14 Pro sẽ là chiếc màu trắng. Mình không biết là khi về Việt Nam thì nó sẽ chia ra cái phiên bản 4G hay là 5G hay là không, và hình dáng thì liệu nó có sự khác biệt gì nếu mà so với cái hình ảnh được rò rỉ. Nhưng mà cơ bản với cái kiểu thiết kế như này, nếu như thực sự Redmi Note 14 series sẽ được làm theo kiểu như vậy thì nó đã đánh mất đi một cái gì đó gọi là của dòng Redmi Note rồi anh em ạ. Kiểu trước giờ như là từ em Redmi Note 11 hay là kể cả Redmi Note 12 hay là Redmi Note 13 ở thời điểm tại bây giờ thì nó vẫn sẽ theo kiểu vuông cạnh. Thì cái cảm giác của nó cho ra nhìn vẫn rất là đẹp, nhưng mà nó sẽ kèm theo đó một cái gì đó rất là chắc chắn, rất là mạnh mẽ. Với cái phiên bản Pro Plus thì cũng không gì đáng nói, tại vì cơ bản ở thời điểm tại thì với em 10 Redmi Note 13 Pro Plus bây giờ thì nó vẫn sẽ theo kiểu cong hai mặt như vậy. Nên là ở đây thì mình chỉ nói về phiên bản Redmi Note 14 Pro thôi, còn 14 Pro Plus thì mình cũng không có gì phải nói nhiều cả. Nhưng mà với cụm camera trên Redmi Note 14 Pro và cả Pro Plus ấy, thì theo hình ảnh mình thấy nó khá là giống với một vài con máy như là mấy cái dòng EQ hay là mấy con máy Honor vậy anh em ạ. Với cụm 3 camera thiết kế hình vuông bo tròn như thế này, cảm biến chính có thông số là 50MP, có công nghệ chống rung quang học OIS cho anh em luôn. Có thể là khả năng chụp ảnh và quay video trên dòng Redmi Note 14 sẽ ấn tượng hơn các phiên bản tiền nhiệm của nó. Và trong khi đó thì với Redmi Note 14 Pro thì nó cũng sẽ có một cụm 3 camera với cảm biến chính là 50MP, cũng như là vẫn sẽ có công nghệ chống rung OIS này. Nhưng mà về thiết kế thì nó sẽ có đôi chút nó hơi khác một tí mà so với phiên bản Pro Plus anh em nhé. Rõ ràng thì với Redmi Note 14 Pro sắp tới thì Xiaomi họ sẽ không còn quá là phong bạc nữa, mà so với Redmi Note 13 Pro cảm biến sẽ lên tới là 200MP. Tuy nhiên cơ bản thì có thể gọi là chụp chọe các thứ thì nó cũng chỉ ở mức nào đó bình thường thôi, chứ nó cũng không có gì gọi là nổi bật cả. Còn về độ hoàn thiện thì dòng Redmi Note 14 sẽ có những cái cải tiến đáng kể về độ bền, cũng như là bao gồm khả năng chống rơi vỡ vượt trội này, và tiêu chuẩn kháng nước sẽ là IP68 trên cả phiên bản Pro và Pro Plus, thay vì chỉ riêng phiên bản Pro Plus như là thế hệ trước. Nếu cái điều này là thật thì trên cái phiên bản Pro hay là Pro Plus thì anh em sẽ yên tâm hơn rất là nhiều về cái khả năng kháng nước của nó. Anh em mang ra ngoài đường trời mưa các thứ thì nó cũng sẽ ok hơn rất là nhiều. Đây cũng là một cái điều đáng để nhắc tới ở trong cái tầm phân khúc như thế này. Và theo như thông tin rò rỉ thì Redmi Note 14 series thì anh em vẫn sẽ có khung viền là bằng nhựa anh em nhé. Và mặt lưng thì mình nghĩ chắc là tầm này nó cũng sẽ có mặt lưng kính thôi. Tại vì với Redmi Note 13 Pro hay là kể cả Redmi Note 12 Pro thì anh em vẫn sẽ có một cái phần mặt lưng kính bạn em. Nên là mình nghĩ sang tới cái phiên bản Redmi Note 14 thì anh em vẫn sẽ có một cái phần mặt lưng bằng kính thôi. Còn về hiệu năng thì Redmi Note 14 Pro dự kiến thì sẽ được trang bị vi xử lý là Snapdragon 7S Gen 3, còn Redmi Note 14 Pro Plus sẽ được sử dụng là Dimensity 7350. Nói chung là với thông tin này thì cũng không có gì gọi là phải xa lạ cả, khi mà Redmi Note 13 Pro ở thời điểm tại thì nó được trang bị là con chip Snapdragon 7S Gen 2, và phiên bản Note 13 Pro Plus sẽ được trang bị chip là Dimensity 7200 Ultra. Đấy thì cũng chỉ gọi là những cái phiên bản nâng cấp hơn của những con chip ở thời điểm tại thôi, chứ nó cũng không có gì gọi là quá là khác biệt cả. Còn về những thông tin khác thì cho đến thời điểm tại thì nó vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên thì với những công số về mặt phần màn hình như là tấm nền AMOLED này, 120Hz hay là độ phân giải 1:5K các thứ thì mình nghĩ trên
Redmi Note 14 series thì nó vẫn sẽ có những cái con số như vậy thôi. Ok, vậy ý kiến của anh em như thế nào khi mà xem qua hình ảnh gọi là rò rỉ của Redmi Note 14 series sắp tới, thì anh em có để lại ý kiến phần bình luận dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.